thông báo shop quý thần gamer vừa ra dịch vụ mua game pass all star như là vip và x3 ngoài ra còn có dịch vụ up tập v4 của bà lóc trái cây cũng như dịch vụ bán trái ác quỷ trong rương mãi vô mãi vô hello đây quý thần gamer đã trở lại hôm nay game có update nhỏ đó là update cái star pass. thì star pass này lên 90 chắc 90 á tôi cài không nổi anh em 116 tiếng nữa bây giờ phải lên thêm 10 cái star pass nữa à hơi căng ha thì update này um nhật mà cập nhật là update đúng rồi thì nó chỉ có mấy cái um, kim cương vàng thôi quan trọng là đây có con thỏ nè con thỏ ăn cỏ gì đây nè uh, chắc là một anh nhân vật nào đó tên gì đây Madoka ập hả hay là Madoka gì đó không biết cái nhân vật này là cái gì <laughs> nhìn nó là lạ, lạ ha rồi coi cờ làm hết nha rồi hết đóng đây vậy thôi chỉ có con thỏ thôi nay update lạ ta hay là hay là cái con này là nó 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 cho ra cái nó đang bán um, ở đây này ô hình như nó là nguyên liệu để tiến hóa cái gì đó thì phải à à à đây 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 có một uh, cô bé tóc hồng anh em cô bé tóc hồng này là tôi cũng không biết nữa. chắc là đang nguyễn ổng lụm giùm tôi đó um, có vẻ là sẽ là tiến hóa cô bé tóc hồng lên đó tôi nghĩ chỉ có thể là như vậy thôi để tôi kiếm cô bé tóc hồng đó kìa đây 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 đây. Uh, mushi. Mushi hả? Uh. là côn trùng á uh. tiếng Nhật. À đây uh, cô bé tóc hồng tiến hóa lên thành uh, mushi thành Musi, Mới vô 900 đam mà con này chưa review nó sao mà giờ lên tới 4.700g uh, à. Uh, cái chắc chắc là chuyện hơn đó. Lên. Ờ uh, Muji uh, goodies. goodies là là tạm thấy God hay sao con này tông viên gì thì tôi thua um, Holy hệ Holy skin luôn uh, để coi cây như thế nào ha con Sabat mà có tiến hóa lên thì thường thường chắc cũng ngon xài được đó nên không sao đâu Muji này anh em nó có Let's Sin luôn nha uh, hệ đánh e mới vô đánh e được luôn đánh 8 giây hơi lâu Ờ uh, trang bị thì leaderboard boss uh, Goodly cộng 15% Tôi sẽ trang bị sin của em ấy vô Để coi như thế nào Vậy luôn đó hả à, Tiến hóa con thỏ Xong rồi trang bị Sẽ có con thỏ đi theo Không biết phải con thỏ không Thỏ con mèo hay con gì đó à, Kiểu như dắt Cái bầy thú cưng đi theo vậy đó à, <laughs> Rồi để coi nó mạnh không ha à, Cái này trang trí thôi Mình mình trang trí thôi Mình không mang lên cũng được Dạo này thì amin um, Biến thành thể lộ Như là trang trí Hoặc trưng bày vậy đó à, Con này nhìn cũng Mắc cười đó Mang theo chắc con cáo quá đó là vậy đi ha Rồi bây giờ mình thử sức mạnh của chị Mushi đi ha Phim gì không biết anh em Không biết là win cô gái phép thuật hay gì đó chăng à... Sao không đặt tưởng đấu trơn à À đây à, Mới vô đặt xuống là 650 tiền Full AOE toàn phần nha Thì um, 5.000 đam là level 1 10.000 đam ở level um, max mắt Tôi nhân hai thôi cho nó rẻ ừ, hiệu ứng hơi đẹp à, ồ được là mấy ông mà quy phu quy bu gì đó là chắc là thích con này đó thì đánh hiệu ứng đó màu mè này ghê lắm mà hình như cảm giác nó cũng nhẹ không mạnh lắm đâu mà sao không thấy âm thanh ta à, game thì tôi chỉnh âm thanh Uầy, dầu lên mức tối đa luôn mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì hết à, dường như là skill này không có âm thanh à, 10.000 đam gắn ợp nữa cũng được 20.000 đam nếu mà muốn nâng lên có thể lên được 20.000 đam ở lần đặt đầu tiên khi up lên thì 16 000 Ui Ui ao hơi bị nhiều Hơi bị ngon Nhưng mà lên tiếp theo Phạm vi 80 Kêu thêm con quá ra kìa Phạm vi 80 Khả năng cao là Cái update tiếp theo là update 4 anh em Chắc là sẽ là dạng trả quá chứ không không toàn phần nữa Tại vì 80 mà toàn phần thì cũng hơi bị ghê đó uh, Flower uh, Barage uh, nhiều nhiều phim quá uh, ngoài ngoài tầm phủ sống rồi nghi lắm mà ôi ghê ghê <laughs> à, gào ngầu, ngầu. Hồng, hồng 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 xanh xanh đỏ đỏ đặc biệt là có con cáo đi theo ok <laughs> ừ, ghê, ghê ghê đánh nhìn hoành tráng và quy mô lắm mặc dù là đánh dưới xìu à đang không có bệnh lắm mà I amin mean, làm màu mè cái hiệu ứng này thì nó đơn giản hơn hiệu ứng của anh ruli hay sao có mỗi anh ruli thôi là anh anh nhảy lên là mạng nó nhúng nhảy theo um, level một thôi lên phát nữa coi hai trăm bảy mươi đam phát nữa là rainbow rip rainbow là cầu vòng còn cái chữ rip kia thì uh, tôi không biết nữa Ôi, uh, up lên luôn vậy uh, là ấp uh, lên không được một phẩy sáu triệu thôi mà mình có tí ai à, rớt mạng khổ ghê dạo này uh, ít chơi game anh em tôi cũng ít đeo top tại vì hiện tượng này xảy ra hơi bị phổ biến luôn đó Nhưng mà lý do rớt mạng là ở cái cục wifi của tôi nó bị rớt chứ không phải là do mạng nó mất rồi nó có lợi không hiểu nói rồi test tiếp test test test, test lại đây dạo này mạng mọt nó như vậy đó có cái led xin có con thú cưng đi theo cũng được nè nhìn cũng khá là ngầu đó rồi phát cuối cùng của level một thôi thì nó lên là gần một triệu đam à... Ê, ao e toàn phần <laughs> phạm vi 111 ôi ràn bầu dùng, chắc vụ nổ ràn bầu quá 111 mà Aoe toàn phần đánh 8 giây À, hình như là tôi thấy có một cái luật ánh sáng gì từ trên cao rớt xuống hay sao nè Đó, đó đó, đó, đó ánh sáng rớt xuống màu cầu vòng, sau đó nổ lung tung hình cầu vòng à, 1 triệu đam, nếu mà trăm em 175 là cũng được 2 triệu đam 2 triệu đam mà full out e tội phần đánh e được Con này thì 1 triệu 6 Nói chung là cỡ này phải đi um, Infinity hoặc đi Ran thì Ran cũng hơi chua ha Nói chung là đi story là không nổi rồi đó Ủa, con này cũng hơi bị ngon nha bút thêm cái uh, tầm với lại gắn thêm ợp phạm vi nữa anh em gắn thêm ợp phạm vi nữa là hơi chùm á đó, đó uh, 132 nè à, bây giờ là chị ấy đã lên 3 triệu rồi tức là bút sơ sơ được 6 triệu đam à, con này lợi nè một triệu rưỡi tiền thôi có được 6 triệu đam full ao toàn phần uhm, đánh coi vụ có bộ ngon đó anh em để dành rỉa được tôi vẫn thích xài ao, ao, ao e toàn phần hơn tại vì quá đó đi cỡ nào cũng trúng đã vậy còn được đánh e nữa mà đã về phạm vi còn rộng nữa cái này gắn ợp 140 phần trăm nữa thì à, hơi bị nhiều đó để gắn nó gây được nhiều ha rồi để test thử coi là phạm vi của bạn ấy là bao nhiêu nha rồi, cái con này nó full ao e toàn phần luôn đây 126 Ủa gắn 40 phần trăm mà ta ừ. rồi bút Đáng lẽ là dùng con bút tầm uh, follow ơi đó nhưng mà con đó thì uh, không không thực tế lắm, ít ai xài lắm, bây giờ xài con này không à. 150. <laughs> bây giờ uh, chạy chỗ nào cũng vậy à uh, đó chung. <laughs> Nó bao hết map rồi. Chạy chỗ nào cũng chết thôi à. Đây. Full map luôn nha. Uh, 151. Con <laughs> này đánh cũng được đó anh em. Uh, nhưng mà cái cái star map á cái phần mà Tiger từ 91 đến 100 nó sẽ còn ngon hơn nữa do nó có hai cái đồ để up anh đề cư với cái thằng mà có cánh tay á nó quên tên nữa rồi thì sẽ up hai đó lên nữa dạo này Amin cũng gửi gắm được vài con ngon ngon trong Starbat tóm lại con này ngon có led xin để dành xài đi anh em mua để dành nếu không không làm gì thì mình cũng để dành để cho cái ạt mình nó tăng giá trị lên khi nào nghỉ thì ghé shop đi chợ game mơ bán chứ. chẳng hạn <laughs> rồi thôi bye bye anh em hẹn gặp lại ở những video tiếp theo